Prudential luôn bên bạn. Các kênh thanh toán, phí bảo hiểm. Bạn có biết rằng tại Prudential, phí bảo hiểm có thể được thanh toán qua nhiều kênh: e-banking, máy ATM, ủy nhiệm thu tại các ngân hàng liên kết, rồi online thu phí tại nhà bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS. Bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng của Prudential, bằng tiền mặt tại chi nhánh các ngân hàng liên kết, bằng ví điện tử Momo, bằng tiền mặt tại bưu điện của VNPost. Đặc biệt, Prudential sẽ gửi tin nhắn xác nhận thu phí, giúp bạn an tâm trong mọi giao dịch. Mọi thắc mắc liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1247. Prudential luôn bên bạn.